Hello, xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay trở lại channel mình là Xuân Mạnh đây. Thì ngày hôm nay tôi sẽ tiếp tục một cái video giới thiệu cho anh em, đó là cách đào một cái mương thật là thẳng và đẹp. Đấy, thì cụ thể hơn ở cái mương này là tôi sẽ giới thiệu cho anh em là kỹ thuật đào mương không cần cắm cọc đó, không cần cắm cọc tim hay cọc biên mà vẫn có một cái mương thẳng và đẹp, đúng không ạ? Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em một cái bí quyết đơn giản thôi để cho anh em có thể đào được cái mương thật phẳng mà không cần cắm cọc hoặc là có kỹ thuật ở đây. Vậy thì nếu video của tôi thấy hay, anh em hãy dành tặng cho tôi một like, một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ để ủng hộ cho tôi nha. Thì đây các bạn có thể nhìn thấy là đây là họ giao cho tôi đào một cái mương các bạn ạ. Đây, đào một cái mương này từ cái chỗ tôi vừa quay máy đấy. Đây, đào mương từ đây đến tận cuối tận cùng của con máy kìa các bạn kìa. Đấy, mà kỹ thuật đây họ yêu cầu đào cái mương thẳng, làm sao để họ cho đây là đang đào cho một hạ một cái đường điện nhá. Mà cụ thể các bạn có thể nhìn từ đây này xuống tận dưới cái ông áo trắng, cái con máy xúc vàng kia là không có cốt có kiếc gì đấy, lại không có một cái cọc như thế nào đấy, thì làm sao mình có để đào được thẳng, đúng không ạ? Đây là đằng này, mình sẽ bắt đầu đào từ đây nhá, và sẽ đào tận mút chỉ xuống dưới kia đấy các bạn này. Mình quay này, đây các bạn có thể nhìn thấy tận ra xa đằng kia đúng không ạ, tận dưới mấy người đang đứng tận đằng xa kìa, từ con máy vàng này. Đây các bạn nhìn thấy này, đây không có một con máy nào hết. Đây là có con máy dặn thằng kia kìa, không có cọc nào hết nha. Vậy thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em một cái kinh nghiệm đào cho một cái đường thật thẳng nha. Thì đây này, đằng đầu này các bạn có thể nhìn thấy nha. Đây, trước mặt các bạn đây. Thì đây họ kỹ thuật họ đã giao cho tôi là như thế này. Đây là cái mép mép hố ga của nó đây. Đây là cái mép hố ga trong này các bạn nha. Đây mình cào thử nha. Đấy, mép hố ga này này. Thì họ cho mình đào đó là từ cái mép hố ga này. Đấy, từ cái mép cái răng bên đấy ra khoảng cách ra khoảng 20 phân là mình đào một đường thẳng đây. Rồi mình sẽ đào một cái đường thẳng nha, đào một đường thẳng trước này các bạn kéo này. Đây, đào một cái đường thẳng các bạn, cách cái hố ga đấy ra 20 phân. Thì thực ra ấy là đào cách 20 phân như các bạn có thể cách 30 hoặc là 10 cũng được mà, vì nó có độ xê dịch đúng không ạ? Vậy thì làm sao để các bạn để đào được một cái đường thẳng? Đấy, thì để đào được một cái đường thẳng thì các bạn có thể là như thế này. Các bạn có thể nhìn thấy đằng trước này là cái đầu đằng trước đây là nó có một cái đầu này đúng không ạ? Đấy, đầu đấy nha, các bạn có thể xem này. Thì đây, các bạn nhắm cho mình tận cái chỗ đằng kia thì hơi ấy tí đúng không ạ? Tận cái chỗ mà cái mép hố ga trước mặt đây này các bạn này, để các bạn di chuyển cho mình nhắm thẳng vào. Các bạn chạy cho mình một cái đường bánh máy ấy, máy lốp nha. Thì máy xích thì nó đi nó không ấy. Đấy, các bạn chạy cho mình một cái đường thẳng này. Đấy, chạy cho mình một cái đường này. Đấy, chạy cho mình một cái đường, cứ thế chạy nhắm thẳng thôi. Cứ nhắm thẳng mà phi thôi. Đấy, sau khi các bạn chạy được một đường thẳng, một đoạn này khá dài dài rồi, các bạn quay lại cho mình. Đây, hiện tại là có cái vệt bánh như thế này đây. Đấy, thì mình sẽ lại chạy ngược lại cái đường này. Đấy, các bạn có để ý thấy cái đường vệt bánh này không? Thì cái đường vệt bánh này nhá, đây cái đường vệt bánh bên ngoài cùng đây, thì các bạn đào cho mình sát cái mép cái vạch ngoài đấy. Đấy, đúng không? Có thể cào trước như thế này là sẽ có một cái mương rất là thẳng. Đấy, đây là mình cào mồi các bạn đấy, thì như kiểu là đánh dấu ấy ạ. Đây là một cái mẹo nhá, sau mình lại phi máy lên, không bao giờ cái vạch này mất dấu đi đâu cả. Đấy, sau khi lên xong mình lại cứ phải đào thẳng thôi các bạn nha. Đây, rồi đào đây, đất thì quăng sang bên cạnh luôn, không phải vì quăng đi đâu xa. Đấy, các bạn để ý này, cái này nó chỉ đào vừa một răng gầu thôi. Thực ra cái mương này ấy, họ yêu cầu mình là nhắm làm sao đào cho nó thẳng, nhưng mà cũng không phải là thẳng tuyệt đối lắm đâu, tại vì đây là chỉ hạ cái đường ống điện thôi, nên là không cần thiết phải thẳng. Đấy, nên mình kể cả đào sát hố ga được cách ra 10, 15, 20 phân được, không quan trọng là nhất thiết là cứ phải đủ 30 phân hay 20 phân. Đấy, sau khi đào xong thì ví dụ như có cát thì mình bỏ sang bên phải, còn đất thì mình bỏ lên bên trái này. Còn độ sâu thì tùy các bạn ạ. Sâu thì mình cứ can vừa tầm thôi, không nhất thiết là đây thì không phải đo cốt, đo kiếc gì, nên là nó cũng dễ. Đấy, đây không phải cốt kiếc gì đâu, mình chỉ áng chừng làm sao là vừa tầm mà nó sâu là được rồi. Đây giả dụ như mình đào như thế này. Đó,
cảm thấy nó có hai cách để các bạn ước lượng được độ sâu. Một là các bạn cắm rồi gầu về này, các bạn nhìn nó ngang ngang cao hơn cái mai cái răng kia khoảng 5-10 phân là được. Và cách thứ hai là mình đào, thì ở đây là nó có một cái lớp đất dưới là lớp đất vàng các bạn nha. Đây này, mình đào hết cái gầu này là sẽ thấy đấy, và lớp đất hơi vàng vàng đấy. Đấy, sau khi đến lớp đất đấy là coi như là cái đủ cái độ sâu của mình. Đấy, các bạn có thể thấy như thế này nha. Đây, đây, được không ạ? Thì kế tiếp các bạn như thế này này, đây, được chưa? Thôi thế này là được rồi. Sau khi các bạn đào xong rồi, các bạn có thể quay lại đằng sau. Mục đích quay lại đằng sau để làm gì? Để mình di chuyển, mình bẻ lái nó thẳng. Chứ nếu mà bẻ lái không thẳng, nó lại xiên sang bên trái hay bên phải rồi. Đây, mình xiên ra như này, đấy, còn vẹt nguyên vẹt đúng không? Đấy, mục đích quay đầu lại là mình di chuyển lái cho nó thẳng đấy. Khi di chuyển thẳng hơn thì các bạn có thể, đây, nó thẳng hơn, đây các bạn có thể nhìn thấy nha. Khi hồi nãy đây, mình có thể lùi xa ra cho máy nhìn nó thẳng đấy nha. Khi hồi nãy các bạn có thể nhìn thấy đây là cái vệt răng của mình hồi nãy cào sát cái mép lốp đây đúng không ạ? Đây, sát cái mép lốp này, đấy. Thì các bạn cào cho mình một cái lớp sơ sơ trên mặt trước để làm gì? Để tạo cho nó một cái đường thẳng đã. Đừng đào vội. Nếu mà đào vội ấy, thì đất nó sẽ tràn sang hai bên. Và nó tràn sang hai bên vậy thì nó mất cái dấu của mình đi. Đấy, cái đất trên này thì các bạn có thể gạt thì gạt, chả gạt thì thôi nhá. Thì đây là ở mép lốp. Thì cái máy lốp ấy đào cái đường mương này nó sẽ khó hơn. Tại vì sao? Tại vì bên phải của mình đây là nó một cái nền đất cát. Mà cái nền đất cát thì di chuyển máy lốp ấy, các bạn di chuyển thì nó chỉ một tí là đã lún. Mà lún nghiêng là đào là mặt phẳng nó không phẳng rồi. Cái thứ hai là về phần là cái đất cát nó lún ấy, nếu nó lún rồi thì nó cứ đi xéo xéo sang cái phần lún ấy là mương mình sẽ không thẳng đúng không ạ? Đấy, đào cái này là đào hạ đường địa đấy, nên là không nhất thiết là mình phải đào là mặt bằng phải chuẩn là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là không cần phải là uốn éo làm gì đấy, chỉ cần họ là yêu cầu là đào thẳng thẳng là được rồi. Nhưng mà cũng đừng gọi là ý là không được thẳng, nhưng mà cũng đừng như con giun con dế quá. Nhiều khi con giun con dế quá thì lên là nhìn tay nghề mình là chắc còn non quá là họ chê đấy. Thì cái này chỉ đào một đường gầu thôi, mình cứ nhắm thẳng cái lốp này các bạn này, khi thẳng lốp là đào sẽ được một đường thẳng này đấy, được chưa? Đất thì các bạn bỏ cho mình qua một bên như thế này đấy. Thì về cái mặt bằng thì mình cứ áng chừng đấy, như lúc đấy mình có nói là đây, nếu chiều cao như thế này là đã cao đủ rồi thì mình có thể đào lên cái lớp đất vàng là tự khắc nó sẽ bằng thôi đấy. Đây, nó như thế này đây, đấy, được không ạ? Nếu mà cảm thấy mà nông thì các bạn có thể hạ sâu. Về phần mặt bằng này thì các bạn không cần lấy cái bằng như mình nói rồi, nó cũng hơi lô mô lô mồ cũng được thôi, thì không cần phải nhất thiết là cứ phải lấy. Đấy, đây, thế này là được tương đối này các bạn này. Đấy, rồi độ sâu như thế này là được này. Đấy, đây được một đoạn rồi đúng không ạ? Trời nó cũng đang bắt đầu nắng rồi đây. Sau khi đó các bạn có thể nhìn đây, các bạn lưu ý nha, các bạn khi mà các bạn nhìn mặt bằng ấy, nhìn cái đường di chuyển của máy ấy, thì các bạn đừng có nhìn gần như vậy, các bạn nhìn hẳn xa cho mình như thế này này. Đấy, các bạn lấy một cái điểm nào đó tận có đằng xe con xe lu kia chẳng hạn, các bạn lấy cho mình một cái điểm tựa đó là xa vậy, các bạn phi cho mình đấy, đừng bẻ lái nhiều, phi cho mình cái đường thẳng nhắm nhắm nó hơi thẳng thẳng đấy. Đấy, nó lệch sang bên phải thì bẻ sang trái, nó lệch sang trái thì bẻ lốp sang phải thì đấy là tự khắc thẳng. Sau khi nó thẳng như vậy rồi đấy, mình nhắm cái điểm xa đúng không? Đây các bạn có thể để gầu về này đấy, nhắm một cái đường như thế này là nó đã xa rồi. Sau khi nó xa thế này rồi, các bạn quay về sau tiếp tục. Thì cái mẹo đây là gì? Cái mẹo đây thực ra nó cũng rất đơn giản thôi đấy, nhưng mà nếu mà mình không biết cách áp dụng đây đây nha, nếu mà cái vệt lốp này này nó hiện tại nó đang nằm ngoài là cái lốp, nếu mình đào ở đây thì có phải là lệch đúng không ạ? Vậy thì mình sẽ đào trong cái mép lốp trong này đây, để sát mép lốp đây các bạn này đấy, đúng không ạ? Đấy, tức là đây là đang đứng thẳng giữa máy này, các bạn lại tiếp tục đào. Đấy, mình đào sát cái mép lốp đấy thì luôn luôn có một cái đường thẳng. Đấy, như thằng máy xích ấy thì khi vào bò xích thì nó sẽ có cái lốt xích, nó rất là dễ. Đấy, nhưng mà máy lốp thì nó sẽ khó hơn. Rồi, mình đào. Đấy, các bạn có thể thấy nha, trên cái video này ấy thì tôi không cần cắm cọc. Đấy, đây các bạn có thể nhìn thấy đâu có cần cọc đâu mà tôi vẫn đào mương thẳng như bình thường. Đấy. Đây, các bạn nhìn có thể nhìn thấy rõ này. Đó. Đây. Rõ như ban ngày luôn. Không cần một cái cọc nào tôi cũng có thể là đào được thẳng. Đây, một cái đường mương rất là thẳng và phẳng. Ở đây tôi làm này không cần kỹ thuật đâu.
mình cứ thế là làm thôi. Đây, các bạn có thể thấy đây, quanh đây máy riêng máy tôi làm không bao giờ cần ai là phải kỹ thuật đi theo cả, mà vẫn đào được một cái đường mương phẳng. Đây, đào ấy một răng gầu được một đường gầu này này phẳng nó mới khó này. Khó tại sao? Gầu mình ăn không chuẩn ấy là sẽ đi ngang đi dọc là sẽ không phẳng ngay đó. Đây một đường thẳng đây. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây không? Thấy thẳng chưa? Thì đây, tiếp tục các bạn lại quay lại đằng sau cho mình. Khi các bạn quay đằng sau cho mình, thế ví dụ như cái mô đất này nó hơi cao đúng không ạ? Thì các bạn có thể gạt qua đi cho máy mình đi, nó không bị xéo ngang xéo dọc. Đây, không bị xéo ngang xéo dọc thì đường nó sẽ thẳng. Đấy, các bạn nhìn, tiếp tục nhìn ra xa cho mình. Đây, nhìn ra xa này, để gầu xuống này này. Có thể nhìn ra xa, di chuyển máy tiếp tục di chuyển cho mình. Đấy, thì sẽ được một đường thẳng thôi. Đây, các bạn cứ đào như thế này, các bạn cứ đào từ từ, đào dần dần một hai đoạn là các bạn khắc quen là sẽ có một cái mặt bằng rất là chuẩn và đẹp đúng không ạ? Đây, tiếp tục nha các bạn này, nhìn thấy không? Đây, mình lại dùng người là sẽ được một đường thẳng. Đó. Thì trên đây là cái video mình giới thiệu kỹ thuật và một số cái kinh nghiệm cho anh em đó là đào một cái đường mương khi mà không có cắm cọc thẳng và đẹp đúng không ạ? Đây các bạn có thể nhìn thấy không? Đây mình đã đào dài đoạn này được khoảng 5-70 mét rồi, vẫn cứ thẳng băng như sân bay đây, đúng không ạ? Đấy, thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip của mình. Hãy nhớ like, subscribe và chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video lần tiếp theo.